lục địa đen châu Phi có một loài để duy trì sự sống cần phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, những kẻ săn mồi to lớn và tàn bạo. Một loài không chỉ nuôi sống chính mình mà còn phải tìm kiếm thức ăn liên tục cho đàn con, một bà mẹ đơn thân đích thực. Một loài lớn nhất trong họ nhà mèo và có khả năng chạy với tốc độ nhanh đến 120 km/h. Đó là báo hoa mai, sống chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc chiến sinh tồn của báo hoa mai. Nó sẽ tìm kiếm cơ hội ở đâu? Nó chủ yếu săn bắt loài vật nào? Bầy linh dương liệu có an toàn khi sinh sống trên cùng lãnh thổ với báo hoa mai? Trận chiến kinh điển giữa báo hoa mai và linh dương trong thế giới động vật. Tất cả những điều đó sẽ được chúng mình lý giải và đừng quên nhấn follow để theo dõi kênh Thế giới động vật hoặc comment dưới những video để góp ý xây dựng những nội dung mới mẻ cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, đừng chần chờ gì nữa mà hãy cùng nhau đến lục địa đen châu Phi để chứng kiến cuộc chiến kinh điển giữa báo hoa mai và linh dương thôi nào. Báo hoa mai thường được gọi tắt là báo hoa. Nó là một trong năm loài mèo lớn thuộc chi Panthera sinh sống ở châu Phi và châu Á. Chúng có chiều dài cơ thể từ 1 đến 2 mét, cân nặng từ 30 đến 90 kg. Con cái có kích thước bằng 2/3 con đực. Báo hoa mai là kẻ săn mồi đáng sợ với kỹ năng lén lút và tấn công nhanh chóng. Nó có thể săn được 50% số lượng con mồi mà nó nhắm đến. Và thông thường, khi đã ăn được con mồi, nó còn phải trải qua một cuộc giành giật âm thầm khác với các loài như sư tử hoặc linh cẩu. Hạ gục con mồi chỉ là một nửa của hành trình, nửa còn lại là mang được con mồi về nơi an toàn để nó và cả gia đình thưởng thức. Không phải bao giờ báo hoa mai cũng thành công, có lúc nó sẽ phải bỏ lại con mồi thơm ngon và nhường cho sư tử. Sư tử chẳng có khả năng săn mồi tuyệt đỉnh như báo hoa mai, mà chỉ chờ cơ hội để cướp con mồi từ tay kẻ yếu thế hơn. Trên mảnh đất khắc nghiệt này, đôi khi báo hoa mai cần phải học cách khoan nhượng thay vì đối đầu. Nó có thể bỏ mạng và không còn cơ hội để nhìn thấy bình minh vào ngày mai nếu liều lĩnh quyết tâm lôi con mồi về nơi ở của mình. Con báo hoa mai này đang còn phải nuôi 4 miệng ăn ở nhà. Nó đã giấu lũ con đi để có thể tìm kiếm thức ăn cho cả gia đình. Báo hoa mai có thể nhịn đói khoảng 2 tuần, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ cạn kiệt nguồn năng lượng. Nó cần bổ sung lượng calo để duy trì sự sống và tiếp tục chăm sóc cho các con của mình. Bà mẹ đơn thân này hiểu được rằng từ bỏ con mồi và lười biếng là hai kẻ thù đáng sợ hơn bất cứ loài nào đang cạnh tranh sự sống với nó. Nó đang tìm cơ hội. Đàn linh dương đang thưởng thức bữa tiệc ngoài trời mà không mảy may chú ý, đã có một ánh mắt hướng về phía chúng nó. Thính giác của linh dương cũng nhạy bén, nhưng để phát hiện ra kẻ thù là báo hoa mai thì nó cần đến khứu giác nhiều hơn. Chỉ cần một làn gió đưa hương thì bầy linh dương sẽ biết báo hoa mai đang ở rất gần. Mùi hương của báo hoa mai luôn là thứ bị con mồi phát giác đầu tiên. Chúng sẽ chạy để thoát khỏi cái chết chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Và con báo thì sẽ chẳng còn cơ hội sống sót nếu như để điều đó xảy ra. Hiện giờ, nó vẫn còn nhiều năng lượng để có thể sử dụng lối tấn công thay vì rình rập con mồi. Báo hoa mai có thể gia tăng nhanh gia tốc để tóm được linh dương. Gia tốc của nó còn nhanh hơn cả máy bay. Điều này có được nhờ xương sống đặc biệt của nó. 60% khối cơ thể nằm trong xương sống có thể giãn ra và co lại để tạo lực đẩy. Con báo hoàn toàn có thể vồ lấy con mồi cách nó 8 mét chỉ trong một lần nhảy. Loài báo nổi bật với khả năng săn đuổi con mồi thần tốc nhưng có giới hạn. Giới hạn đó chính là thời gian mà nó dùng để săn mồi, thường khá ngắn. Nếu trong khoảng vài phút nó không bắt được linh dương, thì hoặc là bỏ cuộc để bảo toàn mạng sống, hoặc là cố gắng để có được con mồi, dù có thể cơ hội đó rất mong manh. Để đuổi theo linh dương cũng không phải là điều gì đó dễ dàng. Linh dương chỉ có vận tốc trung bình là 95 km/h, nhưng trong quá trình tiến hóa, nó có được độ bền để duy trì khả năng chiến đấu.
Linh Dương cũng biết cách để khiến báo hoa mai mất sức dựa vào đường chạy không cố định của nó. Báo hoa mai phải đuổi theo và mất thêm 2 giây cho mỗi bước nhảy của Linh Dương. Đây quả thực là một cuộc chiến 1-8-1-10. Linh Dương cũng có thể phản công khi bị báo hoa mai hạ gục. Để có thể thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt ở lục địa đen châu Phi, một số loài như báo hoa mai đã tiến hóa để nâng cao kỹ năng săn mồi. Tốc độ chạy của báo hoa mai ngày càng đạt mức đáng ngưỡng mộ. Với cái đầu thu nhỏ cùng khung xương nhẹ, nó có thể dễ dàng di chuyển, chạy nhanh hơn bất kỳ loài vật nào trên cạn. Tuy nhiên, cái đầu ấy cũng gây ra nhiều trở ngại đối với nó. Cái đầu nhỏ đồng nghĩa với khung xương hàm và răng của nó cũng nhỏ, không đủ lực cắn để giết chết con mồi. Nó thành công khi đi săn nhờ vào sự nhanh nhẹn và móng vuốt cùng cái đuôi như một mái chèo giúp nó giữ thăng bằng khá tốt trong những cuộc rượt đuổi chớp nhoáng. Vì không có bộ hàm khỏe mạnh nên báo hoa mai thường nhắm vào phần cổ của con linh dương để cắn và giữ trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Khoảng thời gian này cũng là lúc nó bình tĩnh để thở và cho tim trở về trạng thái hoạt động bình thường trước khi kéo con mồi vào một bụi cỏ hay gốc cây an toàn để thưởng thức. Khi đã cạn kiệt calo thì kể cả những con mồi nhỏ, báo hoa mai cũng không từ chối. Những con non bao giờ cũng dễ tấn công hơn, mặc dù nguồn năng lượng được nạp vào từ đó chẳng đáng kể. Có những thời điểm, nó không thể đi săn vào buổi sáng hay là ban đêm, mà phải chọn lúc giữa ngày để đi săn. Vào thời điểm này sẽ có rất ít sự cạnh tranh, trong khi lũ linh cẩu còn đang tụ tập ở đâu đó, và những con sư tử gầm gừ cũng chẳng thèm đói hoài đến việc đi săn, thì báo hoa mai tận dụng cơ hội này là tốt nhất. Nó đã tìm thấy một đàn linh dương đang yên bình gặm cỏ. Sau nửa giờ quan sát, nó phát hiện ra có một con non đã lạc khỏi đàn. Thời điểm này, nó cần quyết định ra tay trước khi con linh dương kịp về với đàn của nó. Con báo hoa mai lao đi như một mũi tên đã nhắm trúng đích. Nó nghĩ nó sẽ thành công. Và may mắn đã đến, con linh dương nhỏ bé đã gục xuống chỉ sau một cú vồ. Con báo nhanh chóng lôi xác con mồi về nhà của mình, nơi mà lũ con nheo nhóc của nó vẫn đang chờ mẹ mang thức ăn về. Nó ăn phần đùi sau vì răng của những con báo con vẫn chưa thể xử lý được phần thịt này. Sau đó nó nhường phần còn lại cho lũ con. Miếng mồi quá ít ỏi, chỉ đủ no bụng các con, còn nó thì vẫn cần có một con mồi lớn hơn để bù vào lượng calo thiếu hụt và tích trữ thêm một chút để bắt đầu cho những cuộc đi săn tiếp theo. Báo hoa mai cũng là một loài luôn nỗ lực để chăm sóc và bảo vệ các con của nó. Đôi khi nó phải lựa chọn giữa việc ở lại để bảo vệ các con hay là tìm kiếm thức ăn và giấu những con non của nó ở một nơi tránh xa linh cẩu và sư tử. Đôi khi những con sư tử chỉ muốn giết báo hoa mai chưa trưởng thành để giảm bớt sự cạnh tranh, chứ nó chẳng tha thiết để ăn thịt những con rác trước kẻ thù và tìm cách săn được con mồi để duy trì sự sống cho cả gia đình. Càng tiến gần hơn đến khu vực sống của con người. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở video này, bạn đã có thêm nhiều kiến thức và hiểu biết về loài báo hoa mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.